Thì nó ở trên đó, nó vẫn ở trên đó thì cất đâu. Thì cái chỗ cái máy tính nó vẫn còn ở đó chứ đâu. Nó nãy tao quăng ở trên mấy cái bàn học, bây giờ bỏ đâu là ai biết. Anh BD em ơi, anh là BD. Quay không thấy mặt đúng không? Đi cho con. Thấy không? Không thấy không? Chào 60 người đang xem. Trời ơi, cảnh núi đồi này, tôi là BD mà tôi cũng phải ngập ngỡ. Nhìn nồng đủ men hả? Xe đi, mới cho xe mặt nha anh ơi. Nóng cháo hả? Sao mỗi cái hình mà bài bản ghê vậy?
Cần biết phải làm gì không? Anh hỏi xong thì mới đi anh ơi. Anh hỏi xong thì mới đi. Mình BD mà, mình BD mà. Bây giờ mình hồi nãy kìa. Đúng rồi anh ơi, mẹ đó. Gái này mới có 19 là vừa đủ tuổi đó. Hồng lắm, hồng lắm, không có thầm đâu. Chia sẻ chiều vô đi rồi lột cho xem. Anh em ơi, xem mặt đi cho gặp mặt.
Ba đừng buồn nha. Xe mạnh đi cho con về. Gái BD đâu, người thợ xăm mới là BD. Niềm tin cho phụ nữ gì vậy?
Anh đang chơi kích tướng rồi ơi, đừng có tin. Thích nhau không mà. Anh đang chơi kích tướng á. Thank you.
con Khánh Lâm mà bây giờ cũng xúc lọ ra hai bát rồi. Anh nghe nè Kiều Mũi ơi, sao đâu cũng gặp em chơi vậy. Mấy bạn xem nhé. Không được mà ơi, mới có 100 người xem mà có 100 người với mặt chứ. Cảm ơn là bác ba hả? Hay bác ba giờ mình chơi kiểu khác đi chứ quay mặt gì? Trời ơi, tôi chết. Hút mạnh vào.
200k Vương ơi. Chiếc qua cho lên đi, lên một bịch bự ra ngoài chiếc á. Đây có đèn lắm không? Mấy chạy. Mấy chạy nhưng mà nó có đèn không á?
riêng nhau là tầm mấy người mất gì ơi. Ông Việt Hương chưa ra nữa hả? Coi nãy giờ luôn hả? Là thằng nào ta? Lâu có 3 giây bỏ tay ra nhá, phát lại lại nha các bạn đón xem cái lúc đó nha. Chỉ có một lúc là bỏ tay ra nhá, phát rồi lại đầy lại liền nha, và tranh thủ coi cái khúc đó. Nhà máy này nhắn tin nha. Gì thì chỉ vậy. Gửi địa chỉ rồi số điện thoại á, anh em làm sao mình liên hệ nha, quận 6 nha. Anh em này, anh em xe mạnh lên anh em ơi. Lâu lâu mới có ca này nhìn cho. Xin lên Facebook đi, lên Facebook của ai bạn ơi, của ai đẹp ơi. Lên Facebook tôi nha. Chị kia thôi hả? Chị kia tôi còn chưa có hú gì anh.
video này để lại dấu chấm ở cái inbox gửi hình rồi mặt chị này qua cho nha. Quay cái mặt nữa anh nhìn nói về. Mặt mà không có che mặt đâu, dòng cuối mới có ra được mặt. Đang coi không? Đó, nãy có mấy coi. Bạn gái nào đang coi, bạn gái nào thích cái hình như vậy là qua mình tặng cái luôn nè. Phòng xong kín đáo. Phòng xong không có ai thấy hết. Ngoài mình tôi với 4-5 lính. Chín hả? Lại không chín. Bạn gái nào mà mến để lại comment hay inbox thì qua đây tôi tặng cho nè. Mấy bạn trai nào muốn được tặng thì đi bơm vú đi, tôi cũng tặng cho mình luôn.
Hình như thằng này chậm nhược mình giờ nó qua tiêu rồi. Giờ mai còn rửa. Bơm vú đi rồi sẽ có hình. Thank you.
cái núi cao cao nó mới hot rồi nó mới bu vô nhiều, tự nhiên quay chỗ khác nó quay cho đi đi ra hết à. Gì 4 giờ là mấy rồi hả? Thank you.
lấy mấy cò ra đi thử, đi thấy cũng ăn mà cũng giống như mấy này, đồ đổi lại. Cứ theo dõi đi, sẽ có một lúc buông tay nha, mà lại buông vô cái chụp vô liền rất là nhanh, chúng ta phải theo dõi cho kỹ vô.
ok màu hồng đúng không? 5 triệu rưỡi phải không? 5 triệu rưỡi hay 4 triệu rưỡi quên tiêu rồi. Về đi. Chào ba. Con chào ba không về hả? À, chào ba không về. Cái trứng gì hả? Cô cho hả? Con gà. Cô cho trứng con gà. Okay.
À, giờ về bằng gì á? Bằng nhựa hả? Thank you.
theo cái chương trình nào vậy? Mình tính làm theo phương chương trình nào? À, mình nói mình ghi sao? À, 1 triệu một lần xăm. À, mình cứ mình qua mình xăm cứ một lần xăm là 1 triệu, mình xăm được bao lâu thì mình xăm bấy lâu. Nghĩa là một lần xăm của mình á, bạn chịu xăm được, bạn chịu đâu được bao nhiêu lâu thì mình xăm bao nhiêu lâu. À, là cứ sợ cứ nào bạn kia nào mà bạn kia đau quá nghĩ là 1 triệu. Chị xăm như vậy đâu có thuốc tê đâu, mình đã chơi là thử thách nhau mà sao thuốc tê được. À, chứ chị đâu á, cứ mình cứ xem gì nào mình bỏ chạy thôi là 1 triệu. À, phú lương khoảng 12 đến 16 triệu tùy theo hình đó. Tùy theo hình nó như thế nào. Rồi rồi rồi. Điện của mẹ.
xin lỗi đi toilet. Rồi giờ ra rồi. Đâu rồi ơi, thoải mái rồi. Điện nổi vô tranh thủ chút rồi ra. Thì nàng ấy quá là xá xá xì. Thank you.
trai, người ta nói con trai không à. Mấy bạn ơi, hàng chuẩn á, nằm xuống là nó sẽ nó banh ra á. Hàng độ mà nằm nó mới nhô lên. Mới vô trong đó quay mới ra nè bà con ơi.
quạt trong này đi. Thảo, mở cái quạt trong này. Mở cái quạt trong này. Đi ấy, đi cái bát. Thầy kêu đi cái bát gì kìa. Tuột xuống rồi, còn có ai mấy mấy người xem à. Thôi nghỉ đi. Bao nhiêu đó đủ rồi. Kết thúc nha. Bye bye bà con. Bye bye bà con. Bà nữ là muốn inbox mình.